Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Hoài Linh là nghệ sĩ hàng đầu trong showbiz hiện nay. Tên tuổi và địa vị của anh ngày càng vững chắc và khó ai có thể vượt qua nổi. Thế nhưng ít ai biết rằng con người của Hoài Linh trên sân khấu và ngoài đời thường hoàn toàn khác nhau. Trước khán giả, Hoài Linh hay cười nói pha trò, còn bình thường anh lại trở nên ít nói lời yêu thương. Chính vì điều này mà ngay cả người thân của nam danh hài cũng từng hiểu lầm rằng anh chỉ nghĩ đến công việc. Sau đây mời các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Em gái Hoài Linh, Phương Trang từng chia sẻ, cả hai ở chung nhà, nằm cùng giường cũng chẳng nói chuyện với nhau. Bản thân Phương Trang cũng muốn dành thời gian đó để anh mình được nghỉ ngơi. Dù vậy, trong những tình huống sinh tử cận kề, họ vẫn luôn có nhau. Theo lời em gái Hoài Linh, năm 2002, khi nam danh hài vừa về nước còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở Việt Nam, anh gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm đó, dịch SARS hoành hành, nhà nhà người người sợ hãi, bất ngờ Hoài Linh sốt cao, đau họng, nghi ngờ bị nhiễm loại virus nguy hiểm này. Mắc virus này nghĩa là lây nhiễm nên không bạn bè nào dám đến thăm anh đâu, thậm chí anh không nhận được điện thoại dù trước đó, xung quanh anh luôn đông đúc bạn bè, Phương Trang kể lại. Không đành lòng nhìn anh trai một mình chống chọi với bệnh tật, Phương Trang quyết vào viện chăm anh. Anh chết thì tôi cũng chết thôi. Suốt một tuần trời ở viện, Phương Trang quặn lòng nhìn anh vật vã, khóc ướt gối, lúc nào cũng đầy lo âu. May mắn sau đó bác sĩ thông báo Hoài Linh chỉ bị nghẹt cuống phổi chứ không nhiễm SARS. Trải qua cơn sinh tử, Hoài Linh dần sốc lại tinh thần, bắt đầu khẳng định bản thân trong showbiz. Thế nhưng sự nghiệp lên cao khiến anh chẳng có nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Thời điểm căng nhất là khi anh gồng mình chạy đủ loại show, chỉ mong gom đủ tiền xây nhà thờ tổ. Nhiều lần mẹ nam danh hài nhìn con gầy nhom, tối tối lại về nhà trên chiếc xe máy được trợ lý chở, bà không khỏi đau lòng. Sao không có ai lo cho con vậy? Đi thế lỡ bị cướp thì sao? Hoài Linh nghe vậy chỉ cười, mẹ ơi con có quần đùi và áo thun, vàng bạc trên người không có ai cướp, mà mọi người thương con không hết, ai lại hại con. Hoài Linh ở cùng nhà với ba mẹ, chẳng mấy khi nói chuyện với ông bà vì anh quá bận rộn. Bố mẹ Hoài Linh cũng không dám làm phiền con, chỉ khi thấy trong phòng có tiếng mới gõ cửa và hỏi han. Điều này khiến mẹ nam danh hài phiền lòng, nhiều lần trách cậu con trai lớn. Có lần bà than thở với Phương Trang, Hoài Linh nuôi mẹ như nuôi gà công nghiệp. Nhiều lần anh đi diễn về khuya không kịp chào ba mẹ, tính người già cả nghĩ nên mẹ giận anh 6 tháng không nói chuyện. Đến Tết 2016, anh Linh quỳ lại chúc Tết cha mẹ, hứa không bao giờ làm ông bà buồn phiền vì mình. Em gái sáu bảnh nhớ lại. Sau khi xây xong nhà thờ tổ, Hoài Linh bắt đầu nghỉ ngơi, anh hạn chế đi show, thường ở nhà chăm sóc cây cối vườn tược, đặc biệt dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Thấy con trai như vậy, bà mẹ Hoài Linh cũng rất vui. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúng mình là tin tức mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!